còn một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ chào đón một năm mới. Và ngay lúc này đây thì không khí mua sắm Tết đang rộn ràng trên khắp các con phố, trong các siêu thị và các chợ. Một năm với bộn bề công việc sắp đi qua, tháng chạp với những ngày giáp Tết luôn mang đến cho con người chúng ta rất nhiều cảm xúc khác nhau. Và chương trình sẽ chia sẻ với các bạn những khoảnh khắc rộn ràng ấy. Một bạn trẻ chúng ta sẽ cùng làm quen với một chàng trai đam mê bóng rổ. Cùng giới trẻ Huế mua sắm trang phục và phụ kiện cho Tết, đó chính là nội dung sẽ có trong một cẩm nang trẻ. Ông kính đã công số này sẽ là clip bông bình Hương Giang. Và cuối cùng là quan điểm của giới trẻ Huế trong chương trình Áo ấm đón xuân sẽ có trong một góc nhìn trẻ khép lại chương trình ngày hôm nay. Du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, bóng rổ rất nhanh chóng đã được đông đảo các bạn học sinh và sinh viên đón nhận. Còn một chàng trai xứ Huế đã 9 năm gắn bó với môn thể thao này và ghi đậm nhiều dấu ấn với môn thể thao mang đậm tính chất đối kháng này. Đó chính là Phạm Tấn Hoàng Nguyên, chàng trai mà chúng ta sẽ gặp gỡ trong một bàn trẻ ngay sau đây. Và chúng ta sẽ cùng xem Hoàng Nguyên đã đến với bóng rổ và dành niềm đam mê cho môn thể thao này ra sao. Đây là trận chung kết giải bóng rổ mùa xuân giữa hai đội bóng rổ đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ và câu lạc bộ đến từ sân chơi Lâm Hoàng. Và đây là Phạm Tấn Hoàng Nguyên, chàng trai sinh năm 1991, trưởng ban tổ chức giải. Khi mà mình đi tập hay là đi giải đấu ở Sài Gòn hay là Đà Nẵng hay là mấy cái nước khác á, thì thấy ở đó họ tổ chức rất nhiều giải đấu, thì nhờ có giải đấu mà các bạn mới tiến bộ được, mà các bạn mới nâng cao được kỹ năng cũng như là kiến thức tư duy của mình về môn bóng rổ cũng như là về thể thao. Bởi vậy khi về Huế thì cảm thấy rất là có ích giải để các bạn có thể giao lưu với nhau. Đây là lần đầu tiên tổ chức giải bóng rổ mùa xuân như vậy, thì thực sự mà nói thì cái mà về kỹ năng cũng như là tư duy của các đội bóng vẫn gọi là thực sự vẫn chưa cao, nhưng mà cũng nhờ những cái trận đấu, những cái lúc mà các bạn giao lưu với nhau thì hẳn mới nâng cao lên được. Lần đầu tiên được tổ chức giải bóng rổ mùa xuân thu hút 4 đội tham gia: đội trường Trung học phổ thông Quốc Học, đội trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, đội trường Đại học Y Dược và đội bóng rổ Lâm Hoàng. Rất ít khi những giải bóng rổ như thế này diễn ra ở Huế. Chính vì thế, đây cũng là cơ hội để các câu lạc bộ, đội nhóm thường xuyên sinh hoạt tập luyện bóng rổ trên địa bàn thành phố Huế có cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Và Hoàng Nguyên chính là cầu nối giúp những bạn trẻ đam mê bóng rổ gặp nhau ở sân chơi hấp dẫn này. Mình đã chơi bóng rổ là đã được 4 năm rồi. Và mình rất thích môn này vì đây là môn thể thao rèn luyện cho mọi người tính đồng đội. Và ngoài ra môn thể thao cũng rất tốt cho sức khỏe. Và mình đã nhận được rất nhiều thứ từ môn bóng rổ. Đầu tiên là mình học được cách để trở thành một con người chín chắn hơn, và mình đưa ra những quyết định là một cách trưởng thành hơn, chứ không còn bồng bột khi mà đứng trước các quyết định khó khăn nữa. Và ngoài ra là thông qua môn bóng rổ thì mình đã quen được những người bạn mới, và họ đã cũng đã động lực để giúp mình ngày càng tiến bộ hơn. Đấy là môn thể thao thích nhất của mình, là tại vì là bóng rổ là một môn mà chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn là mình ghi được rất là nhiều bàn thắng, chỉ cần 10-15 giây là có thể lật ngược được thế trận bóng rổ. Là một môn thể thao rất là đồng đội, một mình không phải giống những môn thể thao khác là có một ngôi sao là có thể là dẫn dắt được toàn đội, mà bóng rổ là cần 5 người phải đồng đều nhau, hiểu ý nhau. Trưởng ban tổ chức Phạm Tấn Hoàng Nguyên đã đến với bóng rổ từ năm 16 tuổi khi còn là học sinh trường Trung học phổ thông Quốc học Huế. Đến nay, Hoàng Nguyên đã có 9 năm gắn bó với môn thể thao này. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Tài chính Ngân hàng năm 2014. Hiện Hoàng Nguyên đang là thực tập sinh của Ngân hàng Techcombank và là giáo viên phụ trách câu lạc bộ bóng rổ trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương Huế. Bén duyên với bóng rổ và tìm thấy năng khiếu của chính mình ở môn thể thao này, Phạm Tấn Hoàng Nguyên đã có một quá trình rèn luyện bóng rổ từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Từng là đội trưởng đội bóng rổ trường Quốc học Huế, giành hai chức vô địch giải bóng rổ các trường cấp 3 ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007-2008. Thời sinh viên, chàng trai này cũng là đội trưởng đội bóng rổ trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là thành viên của đội tuyển bóng rổ quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, đứng thứ 3 trong giải bóng rổ Hồ Chí Minh mở rộng năm 2011.
với thể lực tốt, nhanh nhạy, kỹ thuật khéo léo, khả năng chơi bóng tốt. Hoàng Nguyên là một trong 10 vận động viên được chọn vào đội tuyển trẻ của câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam, câu lạc bộ Sài Gòn Heat, dự thi các giải đấu quốc tế. Và đây là một trong 6 vận động viên đại diện Việt Nam tham gia giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á ABL năm 2014 với kết quả đứng thứ 3 chung cuộc. Sau những cuộc thi bóng rổ quốc tế, Phạm Tấn Hoàng Nguyên trở thành huấn luyện viên bóng rổ của Học viện Thể thao Sài Gòn, huấn luyện cho các đội bóng rổ trong hệ thống các trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2014-2015. Liên tục có những cơ hội kết nối Hoàng Nguyên cùng bóng rổ, nhưng bóng rổ dường như chưa phổ biến mạnh mẽ tại Huế, quê hương nơi Hoàng Nguyên sinh ra và lớn lên. Đó cũng là lý do chàng trai này quyết định trở về Huế với mong muốn phát triển bộ môn bóng rổ tại thành phố Huế. Vâng, việc lúc mà đi thi đấu với là đi chơi ở mấy tỉnh khác cũng như là ở nước ngoài thì thấy ở đó người ta chơi rất là thích thú, rất là đam mê và cộng đồng bóng rổ của họ rất là tuyệt vời. Thì mình nghĩ là khi mà mình về đây mình thấy bóng rổ Huế vẫn chưa được như mấy tỉnh khác cũng như mấy nước ngoài thì một phần mình cũng muốn làm cho cái đam mê của mình nhiều người biết hơn, vậy là muốn mà mình đam mê hẳn được nhân rộng hơn, nhiều người chơi hơn. Bóng rổ là một môn thể thao không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cá nhân mà điều quan trọng nhất là tinh thần tập thể và tính phối hợp giữa các thành viên trong đội. Đó cũng là những yếu tố mà thông qua những giải đấu như thế này, mỗi một người chơi sẽ dần nhận ra để hoàn thiện mình. Với Phạm Tấn Hoàng Nguyên, những kinh nghiệm thi đấu tại các giải trong và ngoài nước sẽ là những sẻ chia quý báu với những bạn trẻ có cùng chung tình yêu dành cho bộ môn bóng rổ. Có thể chính từ những hạt giống này, phong trào bóng rổ tại Huế sẽ ngày càng được nhiều người trẻ hưởng ứng và tham gia. Những ngày giáp Tết luôn tất bật rộn ràng với ai cũng muốn mua sắm thật nhiều thứ để chuẩn bị cho một cái Tết thật sung túc và đầm ấm. Những mùa trang phục đẹp đi kèm với phụ kiện bắt mắt có lẽ là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ. Một cẩm nang trẻ ngày hôm nay sẽ cùng các bạn giao phố cùng với những người trẻ yêu thích thời trang. Và hy vọng các bạn sẽ lựa chọn cho mình những bộ trang phục ấn tượng để vui xuân. Chỉ còn một tuần nữa thôi, chúng ta sẽ được đón Tết Nguyên Đán rộn ràng, tươi vui. Hãy cùng theo chân các bạn trẻ này và chọn cho mình những bộ trang phục thật đẹp, hợp thời trang để có thể tự tin ra đường bên gia đình, bạn bè trong những ngày đầu xuân. Giới trẻ ngày nay luôn có những cách riêng khi chọn trang phục cho mình. Tết là lúc ai cũng muốn mặc thật đẹp để đánh dấu tuổi mới và cảm nhận trọn vẹn hơn sự ấm cúng của Tết cổ truyền dân tộc Việt. Với giới trẻ Huế, thời trang cũng là một sở thích phổ biến để thể hiện vẻ đẹp, gu ăn mặc và cả tình riêng. Lựa chọn cho mình những bộ trang phục trẻ trung, năng động hay những món đồ phụ kiện xinh xắn cũng là một cách để tạo niềm vui, sự hứng khởi để đón chào năm mới của giới trẻ. Hôm nay mình cùng được cùng với bạn bè đi mua sắm vào phố phường trong cái dịp sắp Tết thì mình cảm thấy rất là vui, và những cái lúc như thế này thì là mình có thể là giảm stress, một trong những cái lúc mà mình có thể giải trí và nó là cái nguồn động lực giúp mình có thể là xua tan những cái mệt mỏi trong những cái ngày học hành căng thẳng của năm. Xu hướng thời trang năm nay chuộng sự đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng nhưng lại cả tính và phong cách. Tuy vậy, năm mới ai cũng muốn khoác lên mình những bộ cảnh lộng lẫy, màu sắc tươi tắn để cùng hòa vào sắc xuân. Thế nên, những gam màu đỏ, hồng hay xanh vẫn được các bạn trẻ chọn lựa. Theo mình thì một số thời điểm bạn trẻ thì lựa chọn cái trang phục của Tết năm nay đó là nghiêng về những cái màu sắc nổi bật. Những cái kiểu dáng thì rất là đơn giản và rất là phong cách và trẻ trung. Ngoài màu sắc, kiểu dáng, giá cả, điều nhiều bạn trẻ chú ý khi lựa chọn trang phục chính là sự thoải mái phù hợp. Những bộ trang phục dễ thương với đường cắt cúp đơn giản cùng với một vài điểm nhấn như thế này sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày du xuân. Các loại phụ kiện như giày dép, túi xách cũng là những món đồ không thể thiếu đi cùng với những bộ trang phục đẹp. Những đôi giày búp bê hay bột cổ ngắn rất được cả bạn trẻ ưa chuộng bởi chúng rất dễ phối đồ và tạo sự thoải mái cho đôi chân. Nhất là vào dịp Tết, ai cũng di chuyển nhiều thì đây quả là một sự lựa chọn hợp lý.
cũng như thời trang quần áo, các tín đồ của các dòng phụ kiện năm nay cũng chỉ nghiêng về sự đơn giản, trẻ trung và năng động. Do năm nay là thời tiết nó hơi thay đổi một tí thì xu hướng năm nay là sẽ không chọn những cái đồ mà quá dày, nhưng mà các bạn chọn một cách an toàn hơn là sơ mi và những áo len mỏng, những cái đồ mà có thể kết hợp về chân váy rồi đó. Về phụ kiện thì cũng bằng các bạn cũng lựa chọn là chúng phụ kiện đơn giản hơn. Việc mặc đẹp, phối đồ thật ấn tượng và bắt mắt trong những ngày xuân là yếu tố được các tín đồ thời trang quan tâm hàng đầu. Chọn cho mình những bộ trang phục ưng ý cả về chất liệu, kiểu dáng cũng là cách để gây ấn tượng cho mọi người xung quanh. Các bạn trẻ này thực sự tìm thấy niềm vui khi được cùng bạn bè mua sắm và chọn được cho mình những bộ đồ hợp với sở thích, vóc dáng và theo kịp xu hướng thời trang của giới trẻ trong nước và thế giới. Hôm nay mình đi cùng với bạn bè để mua sắm thì mình đã lựa chọn được rất là nhiều bộ trang phục rất là ưng ý để cho đại diện cho kỳ dịp Tết sắp tới. Mình rất vui khi được đến đây và chọn rất nhiều bộ trang phục, rất nhiều màu sắc và kiểu dáng rất là hợp thời trang để chuẩn bị cho dịp Tết sắp tới. Những ngày giáp Tết, được cùng bạn bè vào phố mua sắm cũng là một niềm vui của nhiều người tuổi trẻ. Ai cũng đều mong muốn mình thật tươi mới, phong cách để cùng gia đình và người thân đón một cái Tết sum vầy, hạnh phúc và tươi vui. Đến Huế, ngồi thuyền rồng, thưởng thức cao Huế và thả hoa đăng, đó có lẽ là những kỷ niệm thú vị và đầy ấn tượng của du khách. Và thuyền rồng trên sông Hương đã trở thành một hình ảnh đẹp của vùng đất cổ đô. Và người trẻ tuổi chúng ta cảm nhận như thế nào khi ngắm nhìn thuyền rồng trên sông Hương trong một buổi sáng mùa hè tinh khôi hay là trong những đêm trăng huyền ảo? Và một ống kính áp cong số này mời các bạn cùng thưởng thức clip bồng bềnh hương giang dưới góc máy của phóng viên Anh Việt.
giáp Tết là lúc có khá nhiều chương trình thiện nguyện của giới trẻ nhằm mang đến niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn. Tết sẽ ấm hơn, vui hơn và trọn vẹn hơn với những tấm lòng sẻ chia như vậy. Hãy cùng với Minh Hiếu để về một góc nhìn trẻ ngay sau đây. Minh Hiếu đang rất hào hứng được cùng các thành viên của Hội Nhân Ngày Huế tham gia vào một chuyến hành trình vô cùng ý nghĩa đến với xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc trong một chương trình mang tên Áo Mới Đón Xuân. Hãy nhìn vào trong mắt nhau, ta sẽ thấy tình thương đồng loại. Hãy nhìn vào trong mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu ngọt ngào. Đây là trường tiểu học Xuân Lộc nơi dừng chân của các thành viên Hội Nhân Ngày Huế. Dường như ai cũng có những cảm xúc đặc biệt khi tham gia vào chương trình này. Sau đây là một số chia sẻ của các thành viên. Nhưng thấy trẻ em được mang áo mới, những nụ cười trên mũi rất là vui. Em cảm thấy đó là một điều em rất thích, ý nghĩa nhất trong mùa đông này. Rất vui khi đem đến được cho các em những áo mới khi mùa Tết đến. Đối với mình, tham gia chương trình Áo Mới Đón Xuân, đó là một điều thực sự rất là thú vị và vui vẻ. Hôm nay một ngày trời mưa lên, mình rất cảm thấy ấm áp khi ta vì các em món quà nhỏ. Chúc các em có mùa Tết rất là ấm cúng bên gia đình. Chương trình Áo Mới Đón Xuân ngày hôm nay là mang đến cho mình rất nhiều là khoảnh khắc, giúp cho mình hiểu hơn những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Mình cảm thấy rất là hào hứng và cảm thấy vui vì đó là một cái những hành động mang tính đoàn kết, được thể hiện một chút tình cảm của mình. Vâng, sẻ chia yêu thương là một điều vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống. Và ngay sau đây sẽ là phóng sự của một góc nhìn trẻ về chuyến đi ý nghĩa ngày hôm nay. Những ngày giáp Tết, dù bận rộn, đông đảo các thành viên của Hội Nhân Ái Huế vẫn dành thời gian đến với chương trình Áo Mới Đón Xuân. Đồng hành cùng họ là giảng viên và sinh viên khoa cơ bản Học viện Âm nhạc Huế. Là nhóm thiện nguyện có thời gian hoạt động hơn 25 năm qua, chương trình Áo Mới Đón Xuân của Hội Nhân Ái Huế thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng như cán bộ, công chức và đặc biệt là các bạn sinh viên bởi ý nghĩa nhân văn cũng như sự lan tỏa của nó. Nhân Ái Huế rất muốn chia sẻ với những em vùng cao, giúp cho các em có một cái tình yêu thương. Chúng tôi đến với các em xã Xuân Lộc hôm nay, điều đầu tiên là đem đến cho các em những chiếc áo ấm. Điều thứ hai là có những chiếc áo mới trong một mùa Tết đến. Chúng tôi kết nối những nhà doanh nghiệp, những nhà hảo tâm và đặc biệt hôm nay là khoa cơ bản của Học viện Âm nhạc. Chuẩn bị thật chu đáo để thực hiện chương trình này bởi ai cũng mong mang đến cho những học sinh trường tiểu học Xuân Lộc một mùa xuân ấm áp và trọn vẹn hơn bằng tình cảm chân thành. Với trị giá 44 triệu đồng, 40 suất học bổng và 287 suất quà gồm vài áo sơ mi, mức, bánh, áo đồng phục được các tình nguyện viên đóng góp kinh phí từ tay chọn lựa cũng như đi quyên góp từ các nhà hảo tâm từ nhiều tháng trước đã được trao tận tay đến các em học sinh nơi đây. Đó là những món quà nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng, sự quan tâm của các thành viên tham gia chương trình đối với những em học sinh ở xã miền núi còn nhiều khó khăn như Xuân Lộc. Niềm vui của các em nhỏ khi nhận quà Tết cũng chính là niềm hạnh phúc của những ai tham gia chương trình này. Hôm nay mình rất là vui và cảm thấy ý nghĩa cùng tham gia hoạt động với Nhân Ái Huế đến trường tiểu học Xuân Lộc. Mặc dù những món quà của chúng mình đem tới đây trao cho các em tuy nhỏ nhưng mình nghĩ rằng một phần nào chia sẻ cùng các em để các em có một cái Tết vui vẻ và ấm áp, sung túc hơn. Tết đến xuân về thì ai cũng muốn có một cái áo mới cũng như là các món quà để cũng như công dịp Tết để con em mình ăn Tết vui vẻ hơn. Thì mình cũng đi theo chương trình này với một phần nào đó góp một tấm lòng nào đó để mang đến cho các em. Với slogan Nhân Ái Huế chia sẻ yêu thương, những người trẻ tuổi không chỉ mang theo quà Tết cho các em học sinh Xuân Lộc mà còn mang đến ngôi trường bé nhỏ này không khí mùa xuân ấm áp với những trò chơi vui nhộn. Các em dường như quên đi tiết trời mưa lạnh, xóa đi sự rụt rè và thoải mái tham gia vào các trò chơi cùng các tình nguyện viên. Hôm nay là một ngày đặc biệt với các em học sinh bởi ngôi trường này đã trở thành sân chơi rộn ràng niềm vui. Và những giọng ca của chính các tình nguyện viên đã góp thêm một phần quà tinh thần đẹp. Có lẽ các em cũng cảm nhận được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc trong một không gian gần gũi và vui vẻ như thế này. Đây
Đây là màn trình diễn của ca sĩ Quang Vinh với sự hưởng ứng của các thành viên của Hội Nhân ái Huế cũng như các sinh viên Học viện Âm nhạc Huế. Hát và nhảy múa trong mưa, nhưng tất cả đều vui và cảm thấy tuyệt vời vì được góp phần trong một chương trình ý nghĩa. Hát trong mưa để được gần các em hơn và để mang chút không khí hào hứng rộn ràng của mùa xuân sớm đến với môi trường ở vùng xa này. Thời tiết giá lạnh không thể ngăn những trái tim ấm nồng tình yêu thương của những người trẻ tuổi. Hát là một niềm đam mê và được hát để cho tất cả bà con cùng các em học sinh mà nghe là tôi cảm thấy rất tự hào và rất hạnh phúc cho bản thân mình. Cho dù là hát giữa mưa hay là hoàn cảnh nào, tôi cũng cố hết nỗ lực hết mình để hát phục vụ cho các em và bà con. Hôm nay mình đã được biểu diễn trong một hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt, đó là đứng ở trong một phải nói là một thời tiết là đẫm mưa, nhưng mà được khi mà được cất tiếng hát ở đây thì mình cảm thấy rất là vui. Nói chung là không hiểu vì sao nữa, nhưng mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì là đã đem được tiếng hát của mình đến với tất cả các bạn nhỏ ở đây. Tham gia chương trình Áo mới đón xuân, các bạn trẻ có thêm nhiều trải nghiệm thực tế, học được cách làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể, cảm nhận được rất nhiều điều giản dị nhưng quý giá của cuộc sống. Và hơn hết là đã có cơ hội hoàn thành được mong muốn giúp đỡ mọi người, nhất là những người khó khăn. Tết đến xuân về, được khoác lên mình chiếc áo mới là niềm vui của trẻ nhỏ. Mang niềm vui đến với trẻ em nghèo, đó không chỉ là việc làm cá nhân mà cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Và áo mới đón xuân đã thực sự kết nối những tấm lòng thiện nguyện đáng quý như vậy. Tôi thấy em học sinh nơi đây cảm ơn hơn, nhiều niềm vui hơn bởi những tấm lòng nhân ái sự sẻ chia đầy đủ của các thành viên lớp 1A. Mở đây là một trải nghiệm quý báu giúp cho những người trẻ tuổi trưởng thành và sống tốt hơn. Cuối năm sẽ còn khá nhiều người tất bật với bộn bề công việc, tuy nhiên sẽ thật thú vị khi được tất bật trong không khí chuẩn bị đón Tết và đón xuân. Và xin chúc cho tất cả mọi người luôn vui vẻ và sẵn sàng chào đón ngày Tết cổ truyền của dân tộc Bình Thân sắp đến. Chương trình Nhịp sống trẻ ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.